Chào anh em ha, mình bán hai món này anh em. Có một số đồ hôm nay lấy vài món mà không có thời gian làm kịp. Con dao inox chắc này đi phượt hay đi câu vậy này, của Italy, hai tấc, à, dao nhỏ. Cái đen đen này là nó bám vô thôi, chứ nó cũng nó bán hai bên đây nè, dưới đây. Em vệ sinh lại lưỡi đẹp. Ừ, vậy thôi. Cũng không có gì đặc biệt. Thường mấy dao này thiết kế đi phượt đi câu thì nó làm cái lỗ, mình cũng không hiểu. Mình có thể dùng một trái cây nhưng mà không ngon. Nói chung là nó thiết kế kiểu giả ngoại, nó làm vừa nó dày á, cái góc nó không có bén lắm á, nó tạo ra cái độ cứng hay sao. Cái góc nó không có sắc như mấy cái dao hoặc trái cây không, nó đi thẳng luôn ở đây, nó đi một mép ở đây rồi nó đi mép nữa, thành ra là cái góc nó hơi tù tù á. Nói chung là dao gọt hay cái gì thì nó phải đi liền dài nè, từ trên đây đi xuống thì nó sẽ bén hơn. Con dao với cái đèn pin, xài hai viên pin đại anh em, của Mỹ, còn ok chá, còn đẹp luôn á. Trong nó còn cái bóng xe cua nữa nè. Bóng nó nằm như thế này, bóng nằm trong cái lò xo thôi, còn mới thôi nè. Nước suy cũng còn đẹp, có trầy vài chỗ do mình nằm trong bãi mà. Cái ram nó cũng còn đẹp, trầy là do nằm chung với đồ nghề ấy. Sắt rồi không đây, mấy cái đồng hồ nhỏ, đồng hồ mình vệ sinh lại mới bán đó. Thường cái về mình phải mở ra coi, con này cổ làm cái nắp che này mình vô mình xịn nè, bể bể xíu thanh hoa cổ, không biết sống không nha, chưa, tại vì nó chân pin nó đứt. Cái rồi xanh hoa xưa nó làm cái vỏ, cái bọc pin nó làm một cái vỏ bằng bằng kim loại luôn, nên nó không có xài lò xo vậy đó. Xong rồi xiết con ốc vô mấy cái đó vỏ lâu ngày mục. Mấy con đây cái khổ, ở đây cái điện tử mini mở ra nè, tùm lum. Mai cái bán hai món đó trước, hôm mai là mình có việc về chiều mình mới về, có sòn kịp hàng thì mình lên cũng một hai món. Hôm nay thì mình đóng hàng trả hết gần hết cho anh em rồi, còn một cái biến thế bự đi giao trên xe thì mình chưa có đóng đi, với lại số đồ của một anh mua cũng nhiều nhiều, nhiều bữa mình giao luôn là hết, không còn nợ hàng quá.